Ngay khi phát hiện trẻ nói ngọng, cha mẹ cần giúp trẻ chỉnh sửa ngay để tránh kéo dài. Trong những trường hợp trẻ bị nói ngọng, cha mẹ phải thật kiên trì dạy con nói thật chậm, từng từ, từng câu và hỗ trợ con theo các nguyên tắc cơ bản sau. Nguyên tắc thứ nhất, thời gian của các bài tập phải ngắn. Do sự tập trung của các con vào bài tập bị hạn chế, nếu bài tập dài sẽ khiến trẻ rất chóng mặt, do đó khả năng tập trung bằng tai rất kém, dẫn đến việc trẻ nghe âm thanh không đúng với âm được luyện tập. Nguyên tắc thứ hai, hãy giám sát trẻ bằng tai nghe của mình. Thường trẻ ngọng không có ý thức rằng mình đã phát âm sai, do đó cần phải luyện tập cho trẻ cách phân biệt thế nào là âm đúng. Nguyên tắc thứ ba đó là sử dụng các âm bổ trợ. Thực tế là các mô hình phát âm sai thường cố định rất vững chắc và không thể phá vỡ bằng cách trình bày giản đơn cho trẻ cách thức cấu âm đúng. Vì thế khi tập phải cho trẻ phát âm những cấu âm mà trẻ đã biết là đúng và có vị trí cấu âm tương tự với âm luyện tập. Và nguyên tắc thứ tư hãy dùng sức tác động tối thiểu để tiết kiệm cử động và sức trong khi cấu âm giai đoạn đầu luyện tập cha mẹ nên ngồi cùng các con khi giáo viên hướng dẫn mới có thể tập đúng cho trẻ khi ở nhà